bữa. Về rồi đó hả? Em vừa mới về, có quà cho chị nè. Đậu hũ làng mơ đó nha, đặc sản của Hà Nội đó. Chà, nghe nói đậu mơ là ngon lắm đó nha. Đậu này làm món gì mới ngon hả em? Ở nhà em thì em làm bún đậu mắm tôm cho cả nhà ăn. Còn đậu này thì em định làm đậu mơ kẹp puma chiên giòn. Món đó nghe lạ lắm đó, nó có ngon không? Chắc chắn là ngon rồi, em vừa mới xem trên chương trình Món Ngon Mỗi Ngày đó. Mà món này có kẹp phô mai, em nghĩ bé Miên nhà chị rất là thích. Vậy thì hay quá, chị làm món gì nữa nha? Như nhà em chị. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Thanh Giang xin chào đầu bếp Phước Hưng. Phước Hưng xin chào Thanh Giang. Và quý vị ơi, quý vị cũng đang rất là bất ngờ giống như Phước Hưng đúng không ạ? Đang đứng bên cạnh của Phước Hưng đây chính là một cô MC mới của chương trình. Xin giới thiệu với quý vị khán giả MC Thanh Giang. Thanh Giang xin mến chào tất cả quý vị khán giả và rất vui được đồng hành cùng với tất cả quý vị kể từ chương trình Món Ngon Mỗi Ngày hôm nay. Và đầu bếp Phước Hưng thân mến, ngày hôm nay là chương trình đầu tiên của Thanh Giang với Món Ngon Mỗi Ngày. Một MC mới thì không biết là đầu bếp Phước Hưng có chuẩn bị một món gì mới để giới thiệu cho quý vị khán giả cũng như là Thanh Giang hay không? Được rồi, ngày hôm nay Phước Hưng sẽ giới thiệu cho tất cả quý vị khán giả đang xem truyền hình và Thanh Giang một món ăn đặc sản của làng Mơ miền Bắc. Món ngon của ngày hôm nay có tên gọi là đậu mơ kẹp phô mai chiên giòn. Quý vị khán giả ơi, vậy thì chúng ta hãy cùng xem là đầu bếp Phước Hưng sẽ chuẩn bị những nguyên liệu nào cho món đậu mơ kẹp phô mai chiên giòn này nha. Chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau: 5 miếng đậu phụ mơ, phô mai, lá tía tô, lá húng quế, lá húng lủi, lá chanh bắc, ớt băm, tương ớt, dầu ăn, sốt mayonnaise aji mayo, đặc biệt là aji quick, bột chiên gà giòn. Công đoạn đầu tiên thì Phước Hưng xin hướng dẫn cho quý vị khán giả, đó chính là chúng ta cắt cái phần đậu mơ này ra. Hưng sẽ cắt mỗi miếng thành làm hai nha. Đậu phụ làng Mơ thì rất là ngon và nổi tiếng rồi. Nhưng mà có lẽ Thanh Giang cũng như là rất nhiều quý vị khán giả rất là muốn biết là chúng ta nên chọn loại đậu như thế nào để cho món ăn của chúng ta được ngon ạ? Thì quý vị khán giả hãy chọn những cái loại đậu hũ chưa chiên nè, có độ cứng vừa phải, không quá mềm thì sẽ thích hợp với món ăn này hơn. Chúng ta nhớ nha, chúng ta phải chọn đậu phụ chưa chiên nè, không quá mềm, có độ cứng vừa phải thì sẽ rất là thích hợp với món ăn này. Và bây giờ quý vị khán giả, chúng ta hãy dùng dao mũi nhọn, quý vị rạch một đường tàu hũ như thế này. Nhưng quý vị nên lưu ý chúng ta sẽ không rạch đứt luôn nha. Đó là chúng ta không rạch cho đậu hũ đứt luôn mà chúng ta chỉ rạch một đường thôi, quý vị khán giả chúng ta nhớ nha. Đúng rồi, chúng ta chỉ rạch như thế này. Thì phô mai này thì Phước Hưng sẽ cắt ra thành từng que tương đương với đậu hũ luôn. Phần lá tía tô thì Phước Hưng sẽ cắt sợi. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với lá chanh bắc nè. Kế tiếp thì húng quế Phước Hưng cũng sắc sợi luôn nè. Và đối với húng lủi này thì quý vị có thể là chúng ta không cắt sợi cũng được, thì chúng ta sẽ nhặt ra thành từng lá thôi. Bây giờ nguyên liệu của chúng ta đã chuẩn bị, đã sẵn sàng hết rồi đó quý vị. Phước Hưng sẽ lấy một cái thanh phô mai và Hưng sẽ lấy một cái lá húng quế đưa vào trong cái đậu hũ đây. Rồi, vậy là xong. Và tiếp theo thì Hưng cũng sẽ làm như vậy. Ở đây thì Phước Hưng sẽ lấy cái lá chanh và Hưng sẽ đưa vào. Sau khi mà quý vị đã tạo hình cho đậu hũ của mình rồi thì quý vị hãy nên bỏ vào ngăn đá của tủ lạnh nhà mình khoảng 10 phút nha. Cái thứ nhất để giúp cho phô mai của chúng ta không bị chảy, cái thứ hai là sẽ tạo hình tốt hơn. Bây giờ thì Phước Hưng sẽ đưa quý vị đến một công đoạn khá là quan trọng cho món ăn này. Thì Hưng sẽ đổ cái phần bột aji quick vào một cái dĩa nè. Hưng sẽ lần lượt lấy từng miếng đậu hũ, chúng ta sẽ áo đều qua bên aji quick, bột chiên gà giòn, nhưng mà quý vị phải thật là nhẹ tay nha. Và để tiết kiệm thời gian thì Phước Hưng sẽ bắt lên trên bếp một cái chảo dầu. Trong lúc là chúng ta áo lớp bột này lên đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ bắt lửa lên nha. Trong khi đợi dầu sôi hẳn hơn nữa thì Phước Hưng hướng dẫn cho quý vị khán giả chúng ta sẽ pha cái sốt để mà ăn kèm với cái món này. Phước Hưng sẽ cho vào đây là 2 muỗng canh sốt mayonnaise aji mayo. Kế tiếp 1 muỗng canh tương ớt, cuối cùng là 1 muỗng cà phê ớt băm và chúng ta đánh đều lên. Dầu cũng đã nóng già rồi, bây giờ chúng ta sẽ chiên. Thả thật nhẹ, thật nâng niu nữa đúng không đầu bếp? Rồi. Đối với món đậu mơ kẹp phô mai chiên giòn này thì quý vị không được chiên quá lâu, tại vì nó sẽ bị chảy phô mai và nó sẽ không có được ngon nữa. Như đầu bếp Phước Hưng đã chia sẻ thì khi chúng ta chiên đậu hũ thì chúng ta không nên chiên quá lâu, bởi vì bên trong của nó có phô mai, mà phô mai chúng ta chiên lâu thì sẽ bị chảy và sẽ không còn ngon nữa. Đậu hũ vừa vàng tới rồi, Phước Hưng sẽ cho qua một cái giấy thấm dầu nè. Cho thêm một cọng húng lủi để trang trí này thật đẹp mắt đúng không? Đúng rồi. Rồi,
Quý vị khán giả ơi, hôm nay là chương trình đầu tiên mà Thanh Giang làm với Món Ngon Mỗi Ngày. Và Thanh Giang bây giờ rất là nóng lòng đến cái công đoạn mà Thanh Giang được thưởng thức những món ăn của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày rồi. Đầu bếp Phương Hương ơi, đầu bếp có thể gấp cho Thanh Giang một miếng để Thanh Giang có thể thử ngay, cũng như là chia sẻ những cảm nhận của Thanh Giang về món ăn này cho quý vị khán giả được biết không ạ? Được chứ, chấm cho miếng nước sốt nha. Rồi, mời Thanh Giang. Cảm ơn đầu bếp Phước Hưng. Có thể nói là không hổ danh là đầu bếp của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày nha. Quý vị khán giả ơi, với món đậu mơ kẹp phô mai chiên giòn này thì Thanh Giang cảm nhận thấy đó là vị béo béo của phô mai nè, kết hợp với vị béo của đậu phụ làng Mơ, một đặc sản nổi tiếng của miền Bắc nè. Và bên cạnh đó là rau húng lủi, một mùi loại rau gia vị rất là thơm nè. Và đặc biệt là cái lớp bột ở ngoài rất là giòn đều nữa. Và có thể nói đó là một món ăn thật tuyệt vời cho những người thân trong gia đình vào những bữa cơm như thế này. Và một lần nữa thì Thanh Giang rất là cảm ơn đầu bếp Phước Hưng ngay trong chương trình đầu tiên mà đã cho Thanh Giang thưởng thức một món ngon như thế này rồi. Quý vị ơi, quý vị cũng đừng quên chia sẻ những đóng góp hoặc là những ý kiến của quý vị về với chương trình ở hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc là gọi điện thoại tới Trung tâm Tư vấn của công ty Ajinomoto Việt Nam ở số điện thoại là 0838237557, hoặc là truy cập vào website của chương trình www.monngonmoingay.com, hoặc là quý vị tìm với từ khóa là Món Ngon Mỗi Ngày để đến trang web của chương trình. Còn bây giờ thì Thanh Giang và đầu bếp Phước Hưng xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.